Em Vũ xin chào bà con cô bác trên YouTube nha. Hôm nay thì mới về được một cái loại bô, đây là bô quay 125, là cái đàn anh của Future 2. Future 2 thì nó là 205, bô quay này nó sẽ là 204. 202 nó có quay G, 203 nó có quay S và 204 là nó có quay 125 luôn. Nhưng mà cuối 204 nó sẽ có chiếc đầu quay S và đuôi Future 2. Và 205 nó sẽ là Future 2. Đó, nó sẽ sử dụng một cây bô này. Một cây bô này là bô kêu bằng bô quay 125, nhưng mà cái thể loại này nó có hai con ốc bắt phía trước nè, để chúng ta mua cái miếng dĩ bắt vô. Đó. Bô thì đây là bô TS của Thái Lan xịn sò. TS các bác ha. Rồi để xuống đi. Đây làm chậm xuống đi. TS này thì đây là thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản, hợp tác với Thái Lan để sản xuất cái loại bô này. Bô này là bô chính hãng Honda Thái Lan xịn. Chính hãng Honda luôn ha, không có nói loại 1, loại 2 gì ở đây ha. Đó, thì cô bác coi cái nước xi thì tới công chuyện ha. Nhưng mà ở đây thì em bán là không có cái miếng dĩ. Về bà con cô bác mua cái miếng dĩ của Future 2 bỏ vô. Hoặc là muốn dĩ Future Neo. Vậy thôi à. Quay cái thông số cho bà con coi nha. Thấy rõ không? Nè, bô TS nè. 341, 2543 Honda, có cái mọc đồng tiền nè ha. Rồi mình nhìn nước xi nè ha, xịn sò. Xịn sò mới được cái nước xi như vậy. Nhưng mà xi trong xi ngoài luôn nha. Nè, xây nè, xây nè ha. Xi luôn mặt trong, y gan mặt ngoài luôn ha. Người ta làm không có tiết kiệm nhiên liệu. Thì cái bô này sẽ gắn là quay S, quay G, phu 2, phu neo, phu X luôn nha các bác ha. Tất cả các dòng phu chờ đó. Các bác coi cái đường này nè. Cái đường này sắc sảo chưa? Rất là sắc sảo, kéo máy rất là sắc sảo. Cái này, chấm bon rất là sắc sảo. Một đồng tiền, nước xi là ác ông nước xi ha. Rồi phần ngoài sau nè. Thì ví dụ phu 2 của chúng ta, phu neo rồi đó, phu chờ neo á, nó bị hư bô. Thì chúng ta đi mua bô Việt thì bây giờ nó cũng là 1 triệu mốt mà. Cái bô Việt Nam 1 triệu mốt. Ở đây em bán cái bô TS giá rẻ nhất Việt Nam cho cô có chọn để sử dụng, đúng đồ, riêng chăm chăm, không đúng một đành mờ, giá yêu thương chỉ 1.250.000 đó. Đây đắt đời 22 đây nè ha, thấy không? Chà, nó đắt đời 22, bộ mới sản xuất đây. Thì cái bộ theo xe, cái bộ theo xe thì cái dòng này em không biết nè, không biết cầu xi hay cầu sơn, nhưng mà bộ mới là chắc chắn là phải cầu sơn. Bô mới là cầu sơn. Thì chúng ta cái bí quyết là xài bô mới của Thái thì nó đẹp, xi đẹp. Nhưng mà nếu mà muốn ấm sớm thì chúng ta quét một cục mỡ bò bằng ngón tay nè, chém vô đây cho mình xài máy, nó sẽ tống cái hơi mỡ bò vô trong thì nó sẽ ấm sớm. Còn không đổ nước sơn chống xét vô, còn không nữa thì đừng có đổ nhớt vô nha, nó nhớt nó ra khói kỳ lắm. Thì tốt nhất là chắc một cục mỡ bò bằng ngón tay, móc vô đây ăn cái rồi thì nó sẽ tống ra. Tắm cái hơi ra thì nó dày lên, là nó sẽ ấm lại. Lúc đầu thì nó chép nhiều hơn bát, nhưng mà thời gian sau thì nó ấm lại là êm. Thì chừng 3 tháng là sẽ ấm chắc nịch liền. Vô Thái mà 3 tháng là sẽ chắc nịch liền, khói nó đóng trong á. Hết sức là đẹp. Nhưng mà cái giá là yêu thương chỉ 1.250.000 thôi. Bây giờ cô bác ở đây thì em ngay gốc đó, quan trọng là cô bác ví dụ mua ở shop khác, phải không? Thì không bao giờ dưới 1.600.000 cô bác ha. Giá là không bao giờ dưới 1.600.000. Nó thần cái bô đẹp không? Đi ra ngoài ấy tiếp ba rồi nha. Tôi dính tiếp ba chứ. Bô rồi sẽ có giấy trần rồi quá ha, giấy rồi có tem đồ chân nghe, không có hàng khoa ke tầm bậy. Đây bán đúng đồ. Rồi đồ có 110 Thái thì em sẽ có là bàn thờ bờ cổ và đuôi về trắng bùng và yếm lườn sẽ bán lẻ cho bà con cô bác. Cái bàn thờ, cái bờ cổ, bàn thờ thì em có đủ màu. Cái bàn thờ là cái hộp đầu á, thì sẽ có đủ màu, màu xanh nhớt, màu xanh ngọc, màu đỏ, thắng đùm, thắng đẻ là có hết, là 460.000. Còn cái này, cái bờ cổ, bờ cổ sẽ có cánh chim mũ như đen này đây. Bờ cổ thì dày dặn chắc nịch thì sẽ là 270.000. Đuôi về bắt biển số là
Đó, hàng xịn sò dày dặn luôn, thì bắt vô quay nhỏ được. Cái này là 250.000. Lót để cho đỡ trong máy nên đang ở đợi ngoài sau Tết nó bưng á. Cái này đôi giày bắt bằng số 250.000. Cái này là bằng yếm lường. Yếm lường thì dày dặn, nói chung là ok, đúng đồ xịn sò cho các bác sử dụng nha. Thì yếm lường này sẽ là 290.000. Đó. Thì xe mình mà có bị bể yếm lường hay mấy mùa đen có bị bể đó thì mình mua mình thay vô chạy Tết rồi chơi. Đó, cho nó đẹp xe rồi lại. Thì hôm nay em gửi hàng thì vài bữa nó sẽ tới, thì theo địa phương xa gần thôi, tới nhanh tới chậm 1-2 ngày, nhằm khi nay gửi mới tới, còn khi lâu nữa thì mốt hoặc bữa kia đó, thì tới cho có thôi. Cái này thì nó chịu khó cầm cần thì mình gửi đi, mà nó vô cái thùng hơi bự bự một chút xíu, coi chừng nó tiền ship hơi mắc chút, bà con thông cảm với vụ tiền ship đó. Nhằm khi anh em hơi mắc chút xíu, người ta không có hàng nữa, nó không có chừng dẫn chơi đâu. Đây nè, KEV không, camera thấy cái mã không? Đó, KEV 8500, đó là cái mã cái đồ chùm mực á, hai miệng nha các bác ha. Miếng này hai miệng nha. Một tem, chúng ta muốn dán thêm tem trên thì chúng ta dán một tem. Từ mắp rồi là dày dặn, nói chung mấy cái đồ này thì nó chắc cú rồi. Nè, mắp đồ này dày, mấy cái này là dày hết. Nó đúng mã, dày dặn, lực cực cộm nhưng mà không có tem nha, đồ mới là không có đâu, chúng ta phải mua cái rồi chúng ta gắn vô. Rồi xong rồi, thì clip này có nhiêu đây à? Bô và bàn thờ bờ cổ thì yếm lường vậy thôi, rồi cho mừng thì sẽ bán lẻ. À, xin nhắc lại là cái bờ cổ là 270, nếu cái bàn thờ sẽ có đủ màu cho các bác, bàn thờ đẻ và bàn thờ đầm luôn là 460, phải không? Cái này là cái đuôi dè bắt biển số này, không có cái miếng dạ quang nha, các bác phải mua cái miếng dạ quang rồi nha. Dạ quang thì đầu thái em không có, là 250, yếm lường 290, rồi vậy thôi à. Phan hai tắt kèo để giới thiệu luôn. Dành tem lửa và vỏ tem lửa. Đó, clip kia có quay, clip này quay luôn. Dành tem lửa và vỏ tem lửa các bác ha. Dành tem lửa thì hôm nay bán trùng mã, cái giá sẽ yêu thương cho bà con cô bác sử dụng là 800.000 dành tem lửa NG5. Dành tem lửa trước mã ớt xong ớt trùng mã là 800.000. Đó, vỏ tem lửa. Vỏ Inu IGC của Thái. Đó, vỏ tem lửa là 850.000. Đó. Giá quá yêu thương. Gột cái trước cái sau IGC của Thái thì một cái là 120.000. Đó. Cam Thái bắt vô dành tem lửa này là cam bánh trước bánh sau là 400.000 đó. Đó, là 400. Dành với cam là 1.2 triệu, với cái vỏ này là 850 rồi. Là 2.050.000 giờ cho chúng ta bắt vô cái đùm cũ để dọn xe chạy Tết chơi là ok luôn. Đó. Dành tem lửa, vỏ tem lửa có các bác ha, có hàng. Rất là dễ sử dụng nha, giá rẻ. Giờ vỏ tem lửa hôm nay là chỉ là 850 thôi, vỏ tem lửa. Cặp dành tem lửa thì 800, trùng mã nha. Ở bên đây em cũng có bán cái loại dành không trùng mã giống gì, dành Thái xịn sò giống gì luôn nhưng mà nó không có trùng. Cái mã chỉ là cái thông số người ta tôi muốn tham quan cho đẹp thôi. Đây cái thông số cái mã nè, camera quay giùm. Cái này là HS nhau trùng mã nha, nhìn cặp dành thấy thèm không? Siam Gucci là Siam Gucci 1.20, Siam Gucci 1.40. Mã HS trùng mã. Đó, có khi em sẽ giao cho bà câu các bác là IS nhưng mà trùng mã hết nha, trùng mã. Nó dành trùng mã khó tìm nhưng mà giá em yêu thương nhất Việt Nam mình luôn là chỉ là 800.000 thôi. Vỏ em là rẻ nhất luôn, là chỉ 850 thôi nha. Không có chỗ nào rẻ bằng đâu. Quan trọng là số lượng. Còn cam này là cam Thái xịn sò thì trước sau sẽ là 400. Rồi clip này đến đây kết thúc nha bà con cô bác ha. Hẹn bà con cô bác lại clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại nha.